nhá rong ơi ta phun như sơn đây nè trời nhá rong to chả này chả chi ta phun như sơn đây mà là tiền từ lúc à cô mà mót ta hầu thế từ trần dư nó tiền cô bay đi tàu đây là thế gái khó chuông một trong những nó nè ta là nó mót đó xin mà nếu phun chỉ sơn bài đây thì nè mà mót tàu thì nè phải bơi vấn đề của nó cú mót cân gọi đó xin mà cú mót là cú mót chỉ cho hàng gì cú trường sở tàu đây cú đi tàu đây là tàu hậu thiên nhập phải mới khó chua cho nó nè là phải sai nữa kì ha tụi lỡ thầy có hành trông trông nè sẽ là cũng tính cái khó chua ý nè hay là cho nó mỏ sửa nó có khó chua chưa hả hốt quả mua xin một khó lẽ à ưu trà kia sư bỏ từ lúc ấy nó nào mà mất tao hỏi nữ chỉ khẩn ngâm hỏi nữ nữ dư dọa bỏ cho lúc khi đây đó có vẻ cho nó cô lại cơ mà à chính nó đây bây giờ bây giờ rất khó khăn nó kém mà ya yêu cho chua cơ mà giống mà yêu ấy muốn chua khăn cho à chẳng hiểu vô cơ ya để coi yến à cơ nó tự tự ya cũng muốn chua kia khăn cho từ lúc mà nó ya tốt tốt đúng không nó chua bả làm mà rồi nhìn không nhìn không là cũng sao ô trời ông già ya đâu à ở đây chẳng mua tiêu cho nó là gì nữa mua u mua nó mua hả nó nói nó không còn làm không sao bụi da nó kia hay à nó kia mà nó ấy khó mình đi khó mình đi này anh kia sao giá nào vậy à có nhá không cho lỗ không à hậu đây nó to mà cái hậu đây nó đâu hồi chín tao chẳng có gì tao chua nó ăn chè nó trở ăn được chè nó anh chị ấy lâu lâu hẹn gặp lại hẹn gặp cho nên nó không đi nó kia bỏ cả nó khai lệ à nó kia ông nó kia được nó cái cả nó cho chua chè mà mọc cái phô nó chua mỗi em nhà chị mua tôi bị suy đuối tí à mới kho hồ cỏ thơm mắp lá gì hồ mới kho lên gì cho bé xí em bé phí chạy chị cho ta chị hồ bé xí mà hồ rong plá tôi chỉ muốn nhà cứ plá dù đi dù mua mắp plá nhà mua tỏ chua nhà hồ rong plá thế à cháu giờ bay tạt tạt lá giờ bay dưới kho không tôi tụt luôn không chính đây bài bù có bài bù tàu ạ chẳng ở chỗ chàng nè cho nó mất xỉ à chỗ nào mà ô chỗ cho xỉ ha là cho chỗ nên nào liên nó mất giá à bù xỉ cua cái chỉ cua hả mà chỉ có xem mà bà ta có xỉ chị cho cô tôi hả là à cắt xỉ được chưa nó mất mất khổng mà nó tên nó ấy giờ ta nó tên nó giờ dù sáng ăn đâu chỉ mất khổng nổi ô khẩu xin bắt ô khẩu xin nè chỉ ta kỳ mà đi à thì giờ chưa dùng xin thôi hả thì giờ chưa dùng xin này chứ một chỗ giờ chưa thở thằng thằng tương cái cho tôi có khẩu ấy hồi dần đã chơi hồi dần đã chơi chỉ cho mất hàng đó chỉ cho mất ta không hàng đó có sáng ăn đâu là đi cho mất nếu có chuyện hỏi chuyện đấy thì mới mua Mà là tiếng nó chưa lửa rồi, tiếng nó chưa lửa. Chỉ nó chưa mong. thì bài cứ bài thật ta là đẹp bây giờ khá chưa rung nó mà Xin nó chỉ bài
thì còn ta là thế để nó sản nhà chỉ mua ra thì thế sản nhà này chỉ mua ra thì cứ phải to phải phải cứ phải cho đó cho video phát thì ở nhà chỉ mua cái đồ nhà dễ là từ nhà chỉ bé từ nhà chỉ dễ nhà từ nhà loại đó chỉ rồi là cứ tay thứ phải phải thì dễ phải cho đó cho video thì thế liền chở họ cho nó chỉ cháy mỏ là thứ chỉ lại cái chỉ tấm nó lấy cái hết rồi có luôn nha coi như này cái tấm à có luôn nha là rồi cái thứ chỉ cho thứ chỉ lại tôi ở phải được lành chỉ chỉ lại ừ tại cứ nghe phải chung rồi cứ phải kia cái mà đây là tại kia đi ở bên là thì dễ là nó chưa lúc trẻ nó chỉ muốn thì nó chỉ dễ ăn thì chân chưa nó có chưa nhẹ chưa có chỉ là cho mắt thấy với nó thế hiểu lấy tay đàn trong để cho nó dài giờ lúc trì đó có tao não có chỉ mà trì não nó sống vậy chứ não nó đâu là cái mà ai coi chỉ sống ở chúng bò cái lúc có cái tăng cụ mà ờ thế rồi trên chỉ chứ chả dù gì là giờ nên nhá thì nó ấy vậy giờ cái nhá thì nó thế này mà chả có xíu cái thế từ lúc nãy chị lan dạy vì tên giờ tên nụ tên kỳ tên tiền nè chị có xéo như thế nè như thế là như có xéo đi ha từ lúc như như chị nhỏ từ như sẽ từ nhỏ chứ thế như chị bỏ cho nâng tao đi chị có xéo đi tiền rồi giờ sao chị cũng muốn làm xưa rồi bây giờ để cả liền chôm mộng à chỉ nói chỉ là cơ hắn táo tại sợ là nó cái tản nữa nếu để nói chỉ dễ là chỉ ngon nữa kiểu muốn kiểu gì muốn kiểu gì ta đi xí xử nó xí lừa họ xí chê sao quá đã nói em mình nhảy vô xí trong cái lò chạy đi tiêu để nói cho ông lo lũ buồn bỏ té
Rồi hai đứa nó có cỏ thì nó có lỗ cỏ rồi. Nó có ớt chua. Ớt chua nhé. Nó mò. Chân mò. Hai đứa nó. Nó chia cả mò. Tôi tắm rồi. Hả? À. À chị. Chị bói lại. Ủa, nó sẽ khôn thế nào chị? Nó khôn tao lúc xưa. Có bật tên nào mà? Nó. Ủa, chả chờ ông tao lúc xưa nào nhỉ? Hãy chẳng ạ. Cái chả. Tôi đang nói hài lùi hè. Tôi nói là chị tao chờ nha chị. Nó nó mà. Nó nó mà. Cho nên là có ai thật thật hẳn tông nó vậy. Có nó. Ồ, quá dồn chai thầu. Cho nên là chẳng. Nó chế với anh sẽ chạm tù à. Ừ, cái tiết chạm tù này chỉ tớ. Ồ, quá hay tiền. Nó quá ấy, thế này hay lũ ngồi, nó hay hổ lũ cá tớ nhỏ. Nó mô cá sĩ hơn chú ấy. Chị hay lũ như bó tạ ấy à? Ồ, chả có chị hay lũ hả? Ta tay tua chân đấy nè tay tua nè nè đây nè tay tua rồi em nhá nè đây nè tay tua nè là cái khe này cái á chi nồng mỏ sa nồng hai đứa em cứ nồng mỏ chị sẽ cứ to phát tiền tại nó chỉ to cho video nó chị cứ lên ở bà trạc cá bên chị con thấy hai luôn đó tốt cơ mà. Dạ, nó tốt lắm hả? Nó là một cây. Sữa mặn tròn xe thế. Không có. 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 Không hay là ớt chi đâu. Về phải cho đứa cho video ta chị hư ho li li chị hư ho là trẻ chó lên mà có xé cơ giờ phút này thì có xé này ạ để tìm cả trái phải mà chứ tao tụt lưu chị rồi xé cơ rồi xé chấp bởi vì cho chế chè nè chế chè chế nên thật sự hiệp tử hết cho chú rõ để bên mở đi xin chế cho